đang có rất chi là nhiều mẫu thép tốt, thép thường. Nhưng mà đây là một chiếc dìu mà em đang rèn bằng loại thép chất lượng loại 1 luôn, 150.000. Ngày hôm nay em giảm giá cho các bác chỉ còn có 80.000 đồng thôi. Mình gõ và chủ nhau cho các bác xem cái chất liệu thép đấy. Và quay cho các bác về phần lưỡi nhá. Đây cái lưỡi em vừa mới chặt đây. Các bác nhìn là nó vừa mới tóe cả lửa rồi đấy. Không vấn đề gì. Các bác có thể chặt xương trâu, xương bò, chặt tre, chặt gỗ cứng. Đầu này đóng đinh, đầu này nhủ đinh. To, nặng, chất lượng như này. Giá 80.000 thôi. Đấy, và bên lò rèn đồ chi bên em thì có rất nhiều loại nhá. Thì các bác xem được video mà đang quan tâm tới thưởng thức gì, các bác cứ nhớ xem hết video để chọn nhá. Đấy, về bên này thì đây là những cái dầm. Dầm, còn bên trong là những chiếc cúc mới. Chiếc cúc mới các bác xem. Đây là chiếc cúc mới, đây là loại cao cấp của các bác cúc nước cứng nhá. Chiếc cúc mới là 250.000 đồng trên một cúc. Còn cúc da, con dao quắm thì vừa mới rèn xong. Đây là một chiếc dao quắm mà em làm được có 5 cái ngày hôm nay thôi. Tri ân tất cả các bác anh nhà mình tháo một con cho các bác xem. Giá là 150.000 đồng trên một con các bác anh nhé. 150.000. Đấy các bác anh nhìn này. Tay ở tay mùn, các bác phát chặt thoải mái cho em. Đấy đi vào đường bên này nhé, cho các bác xem bên này trước. Bên này thì hiện tại em đang làm cái mẫu thưởng đào. Thì nói luôn tới các bác là cái thưởng đào này thì giá của nó em đang làm có loại 150.000, có loại 200 và có loại đặc biệt là 250 nha các bác anh nhé. Đấy thì với chất nhíp thì các bác xem bên em ấy, thì các bác đã chọn được một lò rèn uy tín về tất cả các loại cúc nhíp rồi. Sau đó tới cúc lưỡi cưa. Cúc lưỡi cưa thì em nói với các bác là không phải đâu cũng giống đâu đâu các bác ạ. Cái này là tự nhà em mua lưỡi cưa cắt ra và để gắn cho các bác. Và cái này thì nó đang có chiều dài là 30cm. Hiện tại em đang bán có giá là từ 60.000 đồng một cái. 100, 120 và 130. Đấy thì cái này nó rơi vào cái này là cái 30cm là nó là 120 các bạn. Và nó rất chỉ là dày. Từ 70.000 đồng một cái các bác đã mua rồi nhé. 60.000 đấy chứ không phải 70.000 đâu. Đấy và tiếp tới là tới bên trên này như chiếc cúc lưỡi gà. Đấy. Đây xoa bì cho các bác một cái bình thường đi. Cái này nó có mấy loại nữa các anh nhé. Đây này, chiếc cúc gà bình thường này. Đấy, cúc gà bình thường này thì sẽ có cái đẻ và cái đắt các bác anh ạ. Đấy nhưng mà ví dụ cái hàng đặc biệt đi. Em đã có hai chiếc vào nhau cho các bác xem hàng đặc biệt này. Ví dụ cái cúc gà đặc biệt là loại 200, còn loại này thì chỉ 130 một cái thôi. Đấy là có rất nhiều loại cho các bác anh nhé. Còn quay qua bên này cho các bác xem là cào thì em đang có 60.000, 80.000, 60.000, 80.000, 100.000, có rất nhiều mẫu luôn. Đấy, cào 100.000 nó rất dày và to. Còn cào 60.000 thì to đùng nhưng mà chỉ có 60.000 thôi các bác anh nhé. Bởi vì chất lượng thép của nó sẽ không bằng con cào về được. Đấy, xẻng này, quốc xẻng này. Quốc xẻng này tự tay nhà em làm ra dày lặng gần 1 cân. Giá 100.000 đồng cho một chiếc các bác ạ. Quốc xẻng. Đấy là đi vào phía bên trong cho các bác xem mình được xem nhé. Em thì có rất nhiều mẫu. Đây. Đây là cái gà thịt. Đây là cái cúc gà thịt. Cái gà này nó có nhiều giá đấy nhá. Cái loại từ 50.000 đồng một cái trở lên. Đây là loại cao cấp là 200.000 đấy các bác ạ. Cực dày luôn. Cực dày chất lượng. Đấy các bác còn đi tìm khắp để mua chiếc cúc gà chất lượng này luôn. Đấy cho các bác xem bên này nhá. Bên này là gắp đất này. Gắp đất đây. Gắp đất hiện tại đang hết rồi. Còn những vài cái thôi. Gắp đất là 200 một cái các bác. 200 giày cầu vuông. Nếu các bác không muốn gắp đất thì các bác có thể tháo ra để làm những chiếc thuồng để đào hố. Giày chắc lặng, 200 là những chi tiết nhé. Còn đây là những chiếc lưỡi mai này, 150 một cái này. Đây là 150 một cái. Còn có lưỡi mai 200, có lưỡi mai 250 em có hết. Các bác yêu cầu hàn cá em hàn cá liềm từ 20.000 đồng cho một cái. Lưỡi thuồng cho các bác xem lưỡi thuồng mặt đi. Lưỡi thuồng này có chiều giá nhưng có loại thì 150, có loại 200, 250 và thậm chí là 300. Em nhận làm hàng đặt, như cái này là hàng đặt là 300 đấy các bác ạ. Còn cái 150 thì là có cả 150 này. Cái này 150 này các bác này. Đấy còn trên kia là mẫu thủ, cho các bác xem mẫu thủ vi đi. Còn vi này em đang có 70.000 đồng một cái mà 100. 70.000 và 100. Thì em toàn bộ nhé. Đấy, dìu khác loại luôn. Đấy, cái này 100 này. Đấy, cái này wow. Đây, đây là mẫu dìu hàng đặc biệt nhé, chắc chắn là các bác. Về bao nhiêu cũng hết đấy ạ. Bao nhiêu cũng hết đấy, em đang bảo làm bao nhiêu cũng hết luôn đấy. Mẫu dìu này thì em đang đưa tới các bác các anh với cái giá của nó là 280.000 đồng một cái nhá. To, lặng, dày, đẹp và chất lượng đấy. Còn trên này là những mẫu thuồng này các bác anh này, những mẫu thuồng, mẫu dầm cho các bác anh nhìn mình đi đánh cây, giá từ 250 một cái, em miễn phí ship. Nếu các bác muốn làm hàng đặt thì là 300-400 cũng có nhé. Đây còn cái tê này là 150 một cái này các bác anh này. Tê là 150 một cái này. Đấy. 150. Còn dưới này là những mẫu lưỡi dầm, những cái mẫu lưỡi chét này. Cái mẫu lưỡi chét ở chân em đấy.
cho các bác xem. Cái mẫu này chỉ 100 nghìn đồng một cái thôi nhá. Đấy các bác đào cả gạch thoải mái luôn, chẳng bao giờ lo mẻ. Đấy và tất cả bên xưởng lò rèn bên em sẽ làm rất nhiều mẫu. Đấy các bác anh nhà mình mà xem được video này mà đang quan tâm tới dụng cụ nào, các bác nhớ follow kênh này của em nhé và nhớ đăng ký để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay qua những đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác nhiều nha.